Chào phòng. Mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn gửi một lời cảm ơn tới bác sĩ trọng võ đã ủng hộ cho cái tạp chí quốc phòng mua rất nhiều tạp chí quốc phòng để tặng cho khách hàng của ông quý vị nào mà muốn có tạp chí quốc phòng mà muốn mua thì liên lạc với lại tnp channel trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com hoặc quý vị muốn được miễn phí thì quý vị có thể liên lạc với bác sĩ trọng võ mua những dược thảo quý vị sẽ được tặng miễn phí các cái da, mặt hàng dược thảo được miễn phí cái tập chí quốc phòng của phòng và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với bác sĩ trọng võ qua cái số điện thoại 714 531 2020 714 531 2020 hoặc vào trang web của bác sĩ trọng võ là tn a à, dược thảo.com tn dược thảo.com và nằm ngay trên màn hình của quý vị cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và cảm ơn bác sĩ trọng võ và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta đầu tiên hết là putin xác nhận đã có chuyển một số những cái đầu đạn nguyên tử đến belarus bản tin mới nhất cho biết thì nga đã, đã gửi sẵn tất cả cái chuyến ra hàng đầu tiên của các cái đầu đạn và nguyên tử và hạt nhân tới belarus theo tường trình của ông vladimir putin vì tổng thống nga đã nói trong một cái diễn đàn là họ có thể sử dụng nếu lãnh thổ của nga bị đe dọa và hoa kỳ nói rằng họ không có biết về nhiều về cái dự tính của kremlin là sẽ sử dụng cái vũ khí nguyên tử này để mà tấn công vào ukraine chúng tôi không thấy bất kỳ một cái dấu hiệu nào cho thấy là nga chuẩn bị sử dụng vũ khí nguyên tử ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken đã lên tiếng phát biểu như trên sau khi là sau cái lời phát biểu của ông putin trong khi đó thì belarus được xem là đồng minh thân cận của nga đã bắt đầu cho phép phía của nga là sử dụng cái, cái lãnh thổ của belarus để đưa tất cả những đầu đạn hạt nhân và nguyên tử tới đây và nơi đây cũng là cái nơi mà phía của belarus đã cho phép nga sử dụng lãnh thổ của họ để putin mở cuộc chiến toàn diện nhắm vào ukraine ông Putin cho biết là việc chuyển các đầu đạn à, nguyên tử này sẽ hoàn tất vào cuối mùa hè năm nay tức là sẽ chuyển rất nhiều và để trả lời câu hỏi trong cái lời phát biểu ở cái à, hội nghị kinh tế ở ở tại à... Sông Petersburg được xem là một cái hội nghị kinh tế về à, quốc tế và trong đó thì nhà tổng thống Nga đã lên tiếng và nói rằng đây là một trong những cái nhắc nhở những ai muốn là gọi là đe dọa tới nước Nga thì phải suy nghĩ nhiều lần. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái tình hình ở tại Ukraine và ở tại Belarus và trong đó thì à, Nga đã chuyển được cái mớ vũ khí đầu tiên là những cái đầu đạn nguyên tử và đầu đạn hạt nhân tới Belarus. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Anthony Blinken cho rằng Hoa Kỳ không cần thiết và không có lý do điều chỉnh cái chương trình nguyên tử của mình sau khi mà vũ khí nguyên tử của Nga chuyển tới Belarus. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken trong ngày thứ sáu cho biết là chính quyền của Joe Biden vẫn quan sát cẩn thận việc Nga tuyên bố là họ đã bắt đầu chứa những cái đầu đạn nguyên tử và hạt nhân ở tại Belarus. Tuy nhiên Washington nói rằng họ không có lý do để điều chỉnh cái chương trình nguyên tử của Washington trước đó thì ông tổng thống nga đã tuyên bố như vậy và ông Blinken nói rằng ông nhìn thấy những cái lời tuyên bố gần đây của ông Putin và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan sát tình trạng này rất cẩn thận và rất là chặt chẽ và chúng tôi không có lý do nào điều chỉnh tất cả những cái chương trình nguyên tử của chúng tôi đó là lời phát biểu của ông Blinken đưa ra trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao khi mà ông có mặt chung với lại ngoại trưởng của Singapore là Vivian Balariska Lisnan và chúng tôi không thấy rằng là nga chuẩn bị sử dụng vũ khí này để tấn công vào Ukraine. Ông nói thêm rằng Washington vẫn cam kết bảo vệ cho từng inch của các quốc gia nằm trong lãnh thổ của là các lãnh thổ của các quốc gia nằm trong liên minh NATO và riêng với Belarus. Thì đây là một thí dụ điển hình là ông Lukashenko đã đưa ra một lời vô trách nhiệm và gần như là khiêu khích và chọn lựa đối đầu với cái chủ quyền của Belarus trong đó thì nhắm vào hành động, nhắm vào người Belarus. Trong khi đó thì đại sứ của Ukraine tại Vương quốc Anh là Vadim Prisansko đã lên tiếng và nói rằng lời phát biểu của ông Putin rất là nghiêm trọng theo tường trình của CNN. Tôi tin rằng Putin đang tìm cách blackmail những chúng tôi, những người dân của Ukraine và trên hết là tà, âu châu và hoa kỳ và tất cả các đồng minh của chúng tôi ở trên toàn thế giới đó là lời phát biểu của Pisco đã đưa ra đây được xem là một trong những cái biến chuyển đầu tiên và nó có thể dẫn dẫn tới một cái sự căng thẳng mới giữa nato và nga sau khi nga đã chuyển một số những đầu đạn nguyên tử và hạt nhân tới lãnh thổ của belarus đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay <laughs> và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay chính quyền của joe biden đã ban lệnh giới hạn chiếu kháng dành cho các viên chức của uganda sau khi mà uganda đã đưa ra cái luật chống giới đồng tính Bản tin mới nhất từ Washington cho biết thì phía chính quyền của Joe Biden và ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bắt đầu áp dụng cái chính sách giới hạn các chiếu kháng dành cho những giới chức của Uganda ngay sau khi quốc gia phi châu này đã thông qua một cái luật chống đồng tính và bị lên án bởi một số quốc gia ở tại Liên Hiệp Quốc cũng như Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao ngày hôm nay. Luật này trong đó là sẽ được xem là một cái luật nghiêm khắc nhất trên thế giới và được áp chính thức đã có mặt từ hồi tháng 5 và có cái án tử hình dành cho những người nào có tình dục trong giới đồng tính và trong đó họ nói rằng đã khiến cho sự lây nhiễm HIV lan rộng ra và gần như là cái lệnh này đã bị các quốc gia của Tây Phương lên án gây gắt và họ đã ngăn chặn hàng tỷ Mỹ Kim tiền hỗ trợ cho quốc gia này nhận mỗi năm ông Joe đã lên tiếng đe dọa là ông sẽ cắt bỏ tất cả những cái gói cứu trợ dành cho Uganda và một số những lệnh cấm vận khác ban lệnh cấm vận đối với Uganda trong khi đó thì ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào tháng trước nói rằng chính quyền của Joe có thể sẽ giới hạn giới hạn cái chiếu kháng visa dành cho các viên chức của Uganda cùng một lượt thì trong ngày hôm nay thì Bộ Ngoại giao đã không lên tiếng nhắc nhở bất kỳ một viên chức nào tuy nhiên họ nói rằng là sẽ có một số những viên chức mà có liên quan tới quyền gọi là vi phạm quyền con người Người, trong đó bao gồm luôn cả cái quyền của giới đồng tính và bộ ngoại giao cho biết rằng là cái chính sách mà gọi là cho phép người Uganda bay tới Hoa Kỳ và công dân của họ sẽ nhấn mạnh những ai ủng hộ cho luật này có thể sẽ bị giới hạn và không được bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng quốc hội cần phải được biết rõ về việc mà tiếp cận với Iran trong vấn đề mà họ sản xuất các cái chất uranium để có thể chế tạo vũ khí. Trong ngày 16 tây thì thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc Đảng Cộng hòa tại South Carolina đã lên tiếng và nói rằng quốc hội mong muốn được biết rõ tất cả về việc mà Iran đã tiếp cận với lại các cái loại uranium tức là chất phóng xạ để có thể chế tạo vũ khí. Ông Graham ông Bob Menendez và của Đảng dân chủ và thượng nghị sĩ Richard Pullman của Đảng dân chủ tại Connecticut đã giới thiệu một cái dự luật vào ngày hôm nay hôm thứ tư, trong đó có cái tên là Iran Iranian Enrichment Monitoring Act tức là một cái dự luật giám sát về tình trạng làm giàu chất uranium của Iran và trong đó là họ nói rằng là phải yêu cầu cái người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia phải thông báo cho quốc hội trong vòng 48 giờ đồng hồ nếu như Iran sản xuất bất kỳ một cái số lượng nào làm giàu chất uranium đã trên 60% à, là à, và ở mức 235 và để có thể chế tạo được à, cái uh, vũ khí nguyên tử thì nó đòi hỏi 85% của uranium loại 235 và lưỡng đảng đã đưa ra cái dự luật này yêu cầu là từ phía quốc hội là phải thông báo cho quốc hội trong vòng 48 giờ nếu như Iran vẫn tiếp tục làm giàu chất uranium và trên 60%, ông Graham đã cho biết như trên và không có một cái uh, luật dân sự nào để mà buộc Iran phải chấm dứt việc là, là việc này nhưng ít nhất là nó là có lý do về mục tiêu quân sự và mức này là mức không phải là mức dành cho dân sự nữa mà mức dành cho quân sự do đó chúng tôi yêu cầu phía quốc hội phải có đầy đủ tất cả những thông tin này đó là lời phát biểu của ông Lindsey Graham đưa ra ngay sau khi có tin là uh, Iran đã làm giàu chất uranium có thể uh, chế tạo được vũ khí Miền tử. cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, bộ năng lượng của hoa kỳ đã ít nhất nhận hai cái yêu cầu tống tiền từ cái tình trạng gọi là bị hacker tấn công vào trong mạng lưới của họ bộ à, năng lượng của hoa kỳ nói rằng họ đã nhận được tất cả những cái yêu cầu tống tiền của một nhóm à, ở bên nga một nhóm hacker có tên gọi là club đòi hỏi là phải à, chi tiền cho họ trong thời gian đây sau khi mà họ đã thành công hack vào được trong cái mạng lưới network của bộ à, năng lượng hoa kỳ và cơ quan doe tức là bộ năng lượng cho biết rằng là cái trường đại học mà có hợp tác với họ là những trường đại học gồm có acry và west isolation pilot plan cũng như là một cái công xưởng của họ tại tiểu bang new mexico là trong đó gần như là giải quyết tất cả những cái rác thải về nguyên tử đã bị tấn công và trong đó họ xác nhận vào ngày thứ năm và các dữ liệu này đã gần như là nó liên lạc trực tiếp với lại bộ bảo vệ về năng lượng của hoa kỳ và điều này cho thấy rằng là phía cái nhóm hacker này đã tấn công và tống tiền và trong đó họ nói rằng họ đã thông báo cho các lực lượng của công lực cũng như là cái cơ quan đặc trách về an toàn không gian mạng và hạ tầng cơ sở của hoa kỳ và trong đó thì họ sẽ áp dụng đạo luật CISA là để có thể ngăn chặn tình trạng gọi là tống tiền này. Club là một cái nhóm hacker đã sử dụng các cái mã độc để xâm nhập vào các cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và trong đó họ xóa hầu hết tất cả những dữ liệu và họ vẫn không lên tiếng cho biết. Tuy nhiên thì à, trong ngày thứ sáu trên trang website của họ, họ nói rằng chúng tôi không có bất kỳ một cái dữ liệu chính phủ nào Và nói rằng là họ chưa có, à, chúng tôi vẫn tiếp tục có một cái thái độ lịch sự cho tất cả những cái lời cáo buộc Và chúng tôi đã xóa bỏ toàn bộ, đây là lời phát biểu của nhóm này đưa ra Ngay sau khi mà họ hack vào được cái trang web của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ Đó là bản tin liên quan tới tình Hoa Kỳ ngày hôm nay Và liên quan tới tình hình của gia đình Joe Biden ngày hôm nay một đối tác thương mại của Hunter Biden đã quyết định hợp tác với lại các thành viên của đảng cộng hòa một trong những cựu đối tác về thương mại của Hunter Biden là Devon Asher đã quyết định hợp tác với cuộc điều tra của đảng cộng hòa trong cáo buộc 10 triệu mỹ kim hối lộ tờ cho gia đình của Joe Biden từ một nhân vật đứng đầu của công ty năng lượng của Ukraine đó là bản báo cáo của tờ Washington Examiner ông Asher người được xem là đã nhận được trát của Quốc hội trong đầu tuần này ở cái ủy ban giám sát của Hạ viện điều tra về những cái thỏa thuận thương mại ở bên ngoài nước Mỹ của gia đình Joe Biden và trong đó Hunter Biden được xem là người có liên hệ trực tiếp với lại cái công ty đầu tư có tên gọi là Roseman Seneca Partner trước khi mà ông ta và Hunter Biden đã ngồi vào trong cái ghế hội đồng quản trị của công ty Burisma của Ukraine năm 2014. Và lúc đó Joe Biden trong vai trò là phó tổng thống từ năm 2009 cho tới năm 2017 và đã giữ một số những cái chương trình ngân quỹ phát triển cho Ukraine. Và quỹ ban giám sát vào tháng trước cho biết là một số người trong gia đình của Joe Biden đã nhận được trên 10 triệu Mỹ Kim của các công dân ngoại quốc, bao gồm luôn việc có thể nói rằng là chi trả cho cái tiền cho ông Joe Biden trong vai trò ông ta là tổng thống để thay đổi chính sách. Chúng tôi tin rằng việc mà trả lại cái nguồn đầu tư này từ các quốc gia đã chuyển trực tiếp cho gia đình của Joe Biden, chủ tịch ủy ban giám sát là ông James Comer đã phát biểu với các thông tín viên trong cuộc họp báo vào giữa tháng năm. Tuy nhiên thì tòa bạch ốc vẫn đã bác bỏ điều này và nói rằng đảng cộng hòa đang có một cái à, à, chính sách gọi là rượt đuổi ông Joe Biden. Trong đó nói rằng chỉ có cái chữ single Joe Biden policy và trong đó gần như đã bị ảnh hưởng. Và ủy ban này cho biết rằng là ông Asher đã bắt đầu có cuộc thẩm vấn và nói chuyện và nó sẽ không diễn ra trong tuần này. Tuy nhiên ông sẽ xuất hiện trong một ngày khác. Ông Asher đã đồng ý là sẽ hợp tác toàn diện trong cái cuộc điều tra của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông Comer đưa ra. Và ông ta cũng như là người đã nằm sâu trong gia đình của Joe Biden. Ông ta biết được cái mức độ của Joe Biden và gia đình của ông ta ảnh hưởng tới cái chính sách của Hoa Kỳ như thế nào. Và cơ hội này ông ta sẽ nói cho chúng tôi biết là Joe Biden đã nhận được tiền hay người của ông ta, đã, gia đình ông ta nhận được tiền từ những quốc gia ở trên toàn thế giới và trong đó rõ ràng có liên can tới thân phận của ông ta là phó tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình này thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã lên tiếng và kêu gọi quốc hội là nên buộc Biden phải cung cấp cái nguồn lợi tức của ông ta. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hòa tại Texas trong ngày thứ Sáu đã kêu gọi phía Hạ viện là phải buộc ông Joe Biden công bố tất cả tin tức liên quan tới những cái nguồn gọi là tiền bí ẩn ở trong cái lợi tức của ông ta. Quý vị đang nhìn vào những cái tax return, tức là những cái tiền mà khai thuế có khoảng 10 triệu Mỹ Kim trong tiền tươi và trong đó nó nằm ở một cái nguồn được xem là bí ẩn. Ông Cruz đã phát biểu như trên và ông nói rằng, Whistleblower nói rằng À, lúc mà ông ta còn là phó tổng thống thì à, một giám đốc của công ty Burisma đã đề nghị ông ta 5 triệu Mỹ Kim tiền mặt à, và trong đó để mà có thể à, có những thỏa thuận đầy tham nhũng và có cái quyết định dành riêng cho công ty Burisma. Và năm đó ông Biden đã rời khỏi ghế tổng thống năm 2017. Ông ta báo cáo trên 10 triệu Mỹ Kim trong cái tiền lợi tức của ông ta trong hai công ty. Ông ta và vợ của ông ta đã thành lập và chúng tôi không biết gì cả về việc này, coi như là zero những gì nguồn tiền từ cái loại tất này và ông Cru cho biết là các thành viên tại Hạ viện nên buộc Joe Biden là phải công bố tất cả những cái hồ sơ tài chính của ông ta và đặc biệt là trong cái hai cái công ty gọi là Celtic Capri Corporation và Chia Corporation bởi vì quý vị biết số phân nửa trong số tiền 10 triệu Mỹ Kim 5 triệu này là của công ty Burisma đưa ra trong cái tình trạng gọi là hối lộ và ông kết luận rằng Joe Biden cần phải có một cái à, à, một cái à, cái à, gọi là một cái chăm suốt tức là một cái áo màu cam bởi vì ông ta hỏi rằng where's the money tức là tiền này ở đâu nếu như mà biết được tiền ở đâu ông ta đã nghiêm trọng ghi vi phạm vào cái trọng tội và chúng ta vẫn không biết được số tiền 10 triệu này đến từ chỗ nào đó là một trong những lời phát biểu của ông Ted Cruz đã đưa ra cùng một lượt trong ngày hôm nay thì các thành viên của đảng cộng hòa đã tái lập lại một cái à, nghị quyết trong đó để lên án ông Adam Schiff. Bản tin mới nhất cho biết thì dân biểu Anna Polina Luna đã giới thiệu một cái dự luật ngày 16 tây một cái nghị quyết khác để lên án ông Adam Schiff là dân biểu của California. Chỉ vài ngày sau khi mà cái nghị quyết lên án và trừng phạt của bà đã bị thất bại. Nghị quyết mới này là một bản copy của à, cái nghị quyết cũ, tuy nhiên nó có loại trừ một số điểm quan trọng mà tờ Epoch đã thấy được và nó sẽ buộc à, bỏ phiếu ở trong cái sàn Hạ Viện vào tuần tới. Và trong đó, nghị quyết này tương tự như cái số 1, tuy nhiên thì họ đã loại trừ ra cái việc buộc ông này phải à, nộp tiền phạt lên tới 16 triệu Mỹ Kim và buộc ông ta phải chịu trách nhiệm trong cái quỹ ban đạo đức của Hạ Viện. Và nghị quyết này đề nghị ông ta là phải có cuộc điều tra toàn diện về những cái lời phát biểu của ông ta vào một cách gọi là à, dối trá cũng như là tìm cách gọi là đánh lạc hướng và lạm dụng cái vai trò của ông ta trong vai trò chủ tịch của quỹ ban tình báo Hà Viện trước đây nắm giữ một số những cái thông tin nhạy cảm và nghị quyết này được xem là à, giống như cái đầu tiên đã từng là lên tiếng với ông ta tuy nhiên loại trừ cái việc trừng phạt ông ta với 16 triệu Mỹ Kim đây được xem là cái dự luật đã được đưa ra bởi à, bà Luna người được xem là ở tiểu bang Florida trong khi đó thì dân biểu michael turner của đảng cộng hòa ở tại uh, ohio là chủ tịch của ủy ban tình báo tại hạ viện và dân biểu kelly armstrong uh, yan kim và dân uh, biểu có tên là steve walmart uh, thomas massif và warren davidson uh, cũng như là các uh, dân biểu khác đã đưa ra và họ nói rằng họ cần phải có một cái sự lên án gây gắt đối với ông này về việc ông ta đã dối trá trong cái cuộc điều tra cựu tổng thống Trump năm 2016 liên quan tới việc Nga xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất sau khi bị truy tố cựu tổng thống Trump dẫn trước Joe Biden 6 điểm trong cái cuộc bầu cử năm 2024. Một cuộc thăm dò do Harvard and Harris Paul cho thấy là cựu Tổng thống Trump đã dẫn trước ông Joe Biden 6 điểm trong cuộc bầu cử năm 2024, bất kể cựu Tổng thống đang bị truy tố 37 tội danh liên quan tới việc mà ông đã xử lý sai các cái tài liệu được xem là bảo mật. 45% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu như mà cái cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay, so với 39% dành cho Joe Biden và 15% chưa quyết định và họ nói rằng họ chưa biết. Trong khi đó thì ông Trump đã tuyên bố không hề nhận bất cứ một tội nào và vị cựu tổng thống này nói rằng bất kỳ một cái quyền nào nó đều dựa trên cái đạo luật dành cho tổng thống và Mark Penn được xem là đồng và giám đốc của cái viện nghiên cứu gọi là Harvard. Harris Paul nói với tờ The Hill là cái việc truy tố này đã không tác hại bất kỳ một cái à, ảnh hưởng nào trong cái cuộc chạy đua mà nhắm vào Joe Biden trong cái cuộc bầu cử này. Và trong đó cuộc thăm dò cho thấy các cử tri à, à, hậu thuẫn cho, đã có thêm cử tri hậu thuẫn cho ông John DeSantis trên ông Joe Biden 41 trên 40 so với ông Trump hơn ông Biden là 45 trên 39 và cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 14 tây tháng 6 cho tới ngày 15 tây tháng 6 với 2090 người đã được thăm dò với cái uh, sự phối hợp của trường đại học Harvard và cái viện uh, thăm dò Harris và cuộc thăm dò này uh, được biết là đã, đã được thăm dò trong một cái thời gian ngắn nhất và họ đã đạt được một cái uh, cái con số tương đối mà họ cho rằng là có thể khả tính được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bất kể cuộc thăm dò, cựu Tổng thống Trump đã trên điểm của Joe Biden. Một trong những nhân vật quyền lực của đảng Cộng hòa tại Hạ viện là bà Stephanie cho biết đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục tìm cách gọi là dở thủ đoạn và đánh cắp cuộc bầu cử năm 2024 dân biểu đã được xem là chủ tịch của ủy ban đặc trách về hội nghị đảng cộng hòa ở tại hạ viện bà Elise Stefanik của đảng dân của đảng cộng hòa tại New York trong ngày thứ sáu nói với tờ Washington Examiner đảng dân chủ đang tìm cách có những cái hành động được xem là bất hợp pháp tại New York bà Stefanik lên tiếng nói rằng đảng dân chủ đang tìm cách gọi là chuyển đổi tất cả những cái địa hạt và lực lượng cực tả và tham nhũng của Đảng dân chủ đang tìm cách có những cái thủ đoạn và đánh cắp cuộc bầu cử năm 2024 tại New York với tình trạng mà bà còn mô tả là họ tìm cách gọi là lấn qua những cái địa hạt một cách bất hợp pháp. Đảng dân chủ tranh luận rằng là cái việc mà cái vẽ bản tranh cử ở tại quốc hội ở New York đã vi phạm vào cái hiến pháp của tiểu bang và trong đó gần như là họ bắt muốn vẽ lại cái bản tranh cử này tuy nhiên năm ngoái thì à, phía của tòa án đã bác bỏ cái yêu cầu này của đảng dân chủ và cái à, việc này đã nộp lên đơn, đơn kháng án và cho đó là đã, đã vi phạm vào cái đạo, đạo luật gọi là chống à, việc mà gọi là có sự thiếu minh bạch về bầu cử. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ của bà Tiffany. Bạn được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện và bà là chủ tịch của Hội nghị Trung ương đảng Cộng Hòa và đặc biệt là cái hành động gọi là mua bán lá phiếu mà bà nói rằng đảng Dân Chủ đã tìm cách mua phiếu bằng các cái hiện vật và tiền bạc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Joe Biden muốn nói chuyện với Tập Cận Bình sau khi mà bắn rơi cái khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc. Ông Tổng thống Joe Biden đã từng muốn nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình của Cộng sản Trung Quốc sau khi mà cái uh, kinh khế cầu gián điệp của nhà nước cộng sản này đã bị bắn rơi ở ngoài bờ biển của South Carolina. Tuy nhiên thì các cố vấn đã chống lại cái việc này, à, đặc biệt là cái uh, nhân vật đứng đầu của cố vấn an ninh quốc gia theo tường trình của một uh, nguồn tin nói cho đài NBC biết và trong đó họ nói rằng là nếu có gọi để nói chuyện trực tiếp ông Joe Biden nghĩ rằng ông ta có thể sử dụng cái mối quan hệ của ông ta với tập cận bình để giảm đi tất cả những cái gọi là căng thẳng với bắc kinh và ông cố vấn của ông Joe Biden những người này đã khuyến cáo ông ta là nên gặp mặt đối mặt và không nên có cuộc nói chuyện qua điện thoại và thay vào đó thì cố vấn của ông Joe Biden nói rằng là bắc kinh đang tìm cách gọi là phá hủy tất cả cái nền tảng của hoa kỳ và cần phải cẩn thận và theo tường trình của viên chức này thì cố vấn của Joe Biden cho rằng Trung Quốc đã rất nổi giận khi mà Joe Biden quyết định là bắn rơi cái khinh khí cầu và nói rằng nếu mà gọi cho ông Tập Cận Bình thì điều này sẽ thiếu xây dựng và mục tiêu là không để cho ông Biden và Tập Cận Bình nói ở chuyện qua điện thoại. Đó là một viên chức cao cấp đã nói với đài truyền hình NBC và mục tiêu làm cách nào để đẩy mối quan hệ của Hoa Kỳ và Trung Quốc trở lại cái đường hướng cũ. Trong khi đó thì Trung Quốc cho rằng đây là một cái khinh khí cầu dân sự và không có liên quan gì tới vấn đề gián điệp. Trong khi đó thì phía bộ quốc phòng và ngũ gián đài khẳng định đây là một khinh khí cầu gián điệp và họ đã bắn rơi khinh khí cầu này ngoài biển của South Carolina sau khi mà nó bay qua một dọc các tiểu bang của Hoa Kỳ. Và thời điểm đó thì uh, cuộc đối thoại của Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn và gần như là họ tìm cách gọi là thúc đẩy lại các cuộc đối thoại. Vào tháng 5 thì uh, Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ là Chase Sullivan đã tới gặp gỡ với lại uh... Viên chức của Trung Quốc ở tại Ven, viên Áo Quốc và giám đốc cơ quan tình báo CIA là William Bin cũng đã bí mật và thầm lặng bay tới Bắc Kinh để gặp gỡ các viên chức của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái bản tiết lộ mới nhất mà đài NBC đã cho biết là Joe Biden đã từng muốn rất muốn nói chuyện với Tập Cận Bình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của. Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay cùng một lượt trong một bản tin mới nhất cho biết là các thành viên của đảng Cộng hòa đã viết thư cho ông Ngoại trưởng Antony Blinken và yêu cầu ông tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan sau khi mà ông ta chấm dứt cuộc viếng thăm ở Trung Quốc một nhóm các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng thúc giục ông ngoại trưởng Anthony Blinken là viếng thăm đảo quốc Đài Loan, tương tự như ông ta đã bay tới viếng thăm Trung Quốc. Các nhà lập pháp này dẫn đầu bởi dân biểu Tom Tiffany của Đảng Cộng hòa tại Wisconsin, nói rằng việc ghé ngang này là cần thiết để phản đối chế độ cộng sản Trung Quốc không thể gây nguy hiểm tới đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ và một bản lá thư này đã được nhìn thấy bởi báo chí và trong lúc mà ông đang chuẩn bị bay tới nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc chúng tôi viết lá thư này một lần nữa yêu cầu ông duyệt tới việc mà ghé ngang qua đảo quốc Đài Loan trong chặng đường của ông lá thư đã viết gì trên và đây là gửi một thông điệp rất rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ không cho phép đảng Cộng sản Trung Quốc có thể gây đe dọa ảnh hưởng tới các cái đồng minh và bạn hữu của chúng tôi đặc biệt trên eo biển Đài Loan và những nơi khác lá thư này đồng thời đồng ký kết bởi một số những nhà lập pháp tại Hạ viện gồm có Buddy Carter của đảng của Georgia Dan Kressel của Texas Brian Donald của Florida Nancy Mess của South Carolina Andy Ogles của Tennessee và Scott Berry của Pennsylvania và trong đó họ mong muốn rằng sau chuyến viếng thăm trung quốc thì ổng ghé ngang qua đảo quốc đài loan Đài Loan được xem là một đồng minh và một cái địa điểm quan trọng trong cái chiến lược an ninh của Hoa Kỳ tại Indo-Pacific. Và khi được hỏi về lá thư này thì bà à, dân biểu tiếp cho biết là chính quyền của bên cần phải gia tăng tiếp cận với Đài Loan và một số nơi khác đang có những cái thiệt hại với Hoa Kỳ trong việc mà ngăn chặn Trung Quốc à, có thể bành trướng tại đây. Đài Loan được xem là một nền kinh tế quan trọng và an ninh đối tác của Hoa Kỳ tại khu vực tiffany đã nói với tờ apple time và để có thể xóa đi tất cả những cái gọi là thiếu hiểu biết và ở cấp cao và tìm cách ngăn chặn trung quốc có thể có gây căng thẳng và buộc họ phải giảm bớt tất cả những cái căng thẳng ở khu vực và điều hay nhất là ông ngoại trưởng hoa kỳ nên ghé ngang qua đài loan và sau khi mà ông ta viếng thăm Trung Quốc, đây được xem là một trong những cái áp lực mạnh mẽ của các thành viên của đảng cộng hòa muốn ông Blinken là phải viếng thăm Trung Quốc ngay sau khi mà ông ta à, xin lỗi quý vị viếng thăm Đài Loan ngay sau khi mà ông ta ghé ngang qua Trung, ông đến, đến Trung Quốc thì đúng hơn. đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay một trường đại học đã đóng cửa viện khổng tử sau khi mà quỹ ban tại hạ viện lo ngại và về những cái hợp đồng của họ đối với ngũ giác đài một trường đại học tại khu vực phía uh, phố ở trên tức là uptown của new york đã phải đóng cửa cái viện khổng tử vài tuần lễ sau khi mà một quỹ ban trong quốc hội đã duyệt xét việc mà ngũ giác đài đã hợp đồng hàng triệu mỹ kim để nghiên cứu về các cái hỏa tiễn siêu âm thanh trường đại học Alfred university đã cho đóng lại cái viện khổng tử và sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tây tháng 6 theo tường trình của Mark Dennis được xem là phó hiệu trưởng của trường đại học này đặc trách về vấn đề gọi là đối thoại công chúng của trường đại học và giữa lúc mà cộng đồng của chúng ta đang có rất nhiều quyền lợi từ những cái chương trình văn hóa cung cấp bởi cái viện nghiên cứu khổng tử và nó đã được hoạt động từ năm 2008 thời gian gần đây thì những lo ngại về Trung Quốc đã có sự khác biệt và nó không thể tiếp tục được diễn ra. Dennis đã phát biểu với lại báo chí trong ngày thứ sáu và trong ngày thứ tư thì một luật sư của trường Affleck đã báo cho dân biểu Mike Gallagher, tức là chủ tịch của tiểu ủy ban đặc trách đối phó với Trung Quốc và trong đó nói rằng là cái trường, đại, cái trường đại học này tạm thời sẽ phải đóng lại cái viện cộng tử trên Và nói rằng trường đại học này không hề có những cái việc gọi là cung cấp những cái nghiên cứu bí mật Và trong đó có nhiều năm đã làm việc với lại Bộ Thương mại và FBI để gia tăng tất cả những cái chính sách của Hoa Kỳ Đây được xem là một trong những cái thông báo mới nhất của trường đại học Afri Và ngày 31 tây tháng 5 thì ông Gallagher đã viết lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin và hiệu trưởng của trường đại học này là Max Zupan trong đó yêu cầu trường đại học Afri là phải à, báo cáo đầy đủ vì họ nhận được một cái hợp đồng 5 năm trị giá là 13.5 triệu Mỹ Kim để mà à, bất kể là trường này đang tiếp tục để có cho cái viện khổng tử hoạt động và ông Kalaner nói rằng đây là một cái hành động nguy hiểm cho Hoa Kỳ khi mà những nghiên cứu này có thể sẽ bị lấy đi những thông tin từ cái viện nghiên cứu Khổng Tử và hiện nay thì trường này tuyên bố là đã đóng cửa viện Khổng Tử. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn đã bắt đầu phiên họp quan trọng của Đảng cầm quyền để thảo luận thuận lợi thảo luận về cái chiến lược quốc phòng. Bản tin từ Seoul Nam Hàn cho biết thì Bắc Hàn là đã bắt đầu mở ra một cái phiên họp quan trọng của Đảng cầm quyền để quyết định về cái chiến lược ngoại giao và quốc phòng. Trong đó là họ nói rằng sẽ có sẽ có có sự thay đổi trên chính trường quốc tế và với sự hiện diện của ông Kim Jong Un theo tường trình của báo chí Bắc Hàn cho biết như trên. Cuộc gặp gỡ này là cái ủy ban trung ương của Đảng cầm quyền gọi là Đảng uh, Lao động tại ba, tại Bắc Hàn trong ngày thứ sáu đã dự tính là sẽ duyệt xét tất cả những cái dự án về kinh tế à, trong cái à, nửa năm đầu tiên theo tường trình của báo chí bán hàng cho biết và cuộc họp này dường như là có rất nhiều nhà rất nhiều những cái vấn đề được đề ra trong đó sẽ kéo dài nhiều ngày và Bắc Hàn trước đó đã bắn hai cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia ra bờ biển phía đông của họ vào ngày thứ năm và chỉ vài giờ sau khi mà Bình Nhưỡng lên tiếng và nói rằng họ sẽ phải đối phó và phản ứng với cuộc tập trận bắn đạn thật của lực lượng Hoa Kỳ và Nam Hàn gần biên giới của Bắc Hàn. Đây được xem là một trong những cái cuộc họp khá quan trọng để khẳng định cái chính sách ngoại giao và cái chiến lược về quốc phòng của Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.